Biên đồng thương đi hết đây chương trình di dân tại định cư thủy điện Tuyên Quang. Tầng bước cân hầy giúp đơn tàng tính, đà bê khẩu hết đại bác nâng, thòng thiếp hã ti tái định cư giúp đơn bài huyện thành phố. Nửa xin nâng, chết bác, chết thiếp bé tỉ, đáy tà trên óc bê khẩu hết bài hàng mục công trình giúp đơn bài tin hầy, đáy bê khẩu hết đây, có phấn, thúc sổn bài viết kiên xã hội đơn tàng tính. Làng nâng thị sản mắc hồ lì giữa lươn thon trực tuyến theo phòng tả dịch COVID-19 cấu. Phấn nâng vườn hầy, nọng cù Phương Thảo, trường trung học cơ sở Tứ Quận, huyện Yên Sơn cùng các bài bầu đã đáy bay thân trường thon. Bài ăn vui hín của nọng cùng bằng mùi bầu giúp tin hầy, mùi giờ thon đã đáy thân thư viện đọc bài quyền thách tuyển của bong nọng ý. Tờ mệnh hưa bong nọng mi thêm ăn chắc. Khi mà nhà trường có cái phòng thư viện này thì bọn con đều rất thích. Vừa trường mì và phòng thư viện đến này, đây để đọc bài những cái đều ra hắn sách đời này để và thân thấy học bài đọc và mì những thêm cái ăn chuyện chắc cổ xưa và ạ. đọc tuyến. Qua những cuốn sách mà bọn con vừa đọc thì bọn con có thêm kiến thức. Vừa còn do bài thi cô cái nhàng thiếu, bên lê trường trung học cơ sở Tứ Quận sang mì ăn thuần lẹo, thê mì bài phòng chức năng, đáp ứng ăn chơi của học sinh. Đồng Việt Hong sẽ đóng tiếp từ dự án di dân tại định cư thủy điện Tuyên Quang, trường trung học cơ sở Tứ Quận đã bị đáy thong tí, bác nâng chiều, tè hết cuốn đường chức năng. Việt Hong thong xin thong ít, thong xin thong thong. Công trình đáy hết lẹo và ao khẩu dung, cáp tiếp thong phòng. Nóc bài phòng hiệu bộ, ở giáp viên, đơn trường đà mi ti phòng thí nghiệm, thư viện, phục vụ đây bài viết giảng tải và thông tập. Từ khi mà có vốn di dân đầu tư của Tuyên Quang thì... Từ bưa mì vốn di dân, đã trên áo khấu Tuyên Quang, tập thể cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh. Học sinh, rất là vui mừng, vui phấn khởi vì đấy, đã được đầu tư cái cơ sở vật chất của nhà trường, càng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Em học sinh thì có thêm được những bài viết phòng chức năng để phục vụ cho đơn trường, cùng mì phòng, các cán bộ giáo viên trong trường, các tổ chuyên môn có những cái phòng để sinh hoạt chuyên môn, đảm bảo cho cái công tác dạy và học trong nhà trường rất là tốt. Tính thân bước cân này, ban di dân tại định cư tỉnh đã hết đẹo, việc chuyến và bố trí sắp xếp hở thí diên bác nâng thóng thiếp thóng đơn tuần, cấp sở thóng thiếp diên hạ bác cân tái định cư, rú bác nâng thóng thiếp hạ ti cho đơn tàng bài huyện thành phố. Nước diên nâng chết bác chết thiếp bét tỉ, đã đáy tả chân óc với cầu hết bài ti của cái tin này. Hàng chục diên hecta thì điên hết kiên và điên rú, đáy ao hở bài đơn tuần tái định cư, sở tham bác tham thiếp tỉ, đã đáy đầu tư. Thông phát hạ tiếp công trình, tiêu qua cái, áo khẩu dung, phục vụ đây tây thổng hết kiến của cần dân. Qua quá trình triển khai thực hiện các cái chương trình quá dự án, bắt đầu hết bài dự án D2, tên bài thi cầu, công trình cầu đường, là hư học viên học cân dân, công trình thủy lợi, bài viết khó, giúp cho bà con nhân dân bắt được những cái khó khăn và đặc biệt là thúc đẩy được cái phát triển kinh tế xã hội. Bài chính sách làng tái định cư đại tính Tuyên Quang bắt đầu hết, vì bài viết chân đầy nhất thờ cần dân. Tờ mệnh đã đăng ký mà bài viết trần đầy hết thay tối tây tổng của pin ảo cần dân tại định cư hư hầu on team hết kín du nửa tỷ đinh mới.